Cho hỏi là cái lần này cũng là mình có mặt trong ba cô Hà, một trong ba cô Hà, quý vị để ý là Việt Nam Hà nào hát cũng hay nha quý vị nha. Khánh Hà, Trần Thu Hà, Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà nha quý vị nha. Thì một trong ba cô Hà có mặt trong một cái show diễn mà tôi phải nói là chất lượng, bản thân tôi cũng đang kỳ vọng rất là nhiều, thì Hà cảm thấy thế nào? Thế là chào chị và xin chào mọi người. Hôm nay đáng lẽ là Hà không có kịp tới đây, nhưng vì Trấn Thành là một trong những người bạn và đặc biệt là cũng rất là trân trọng chương trình này và tất cả mọi người, nên là đáng lẽ ra phi trường đi Hà Nội bây giờ, nhưng mà ghé qua đây một chút để chào tới những ca sĩ và tất cả mọi người. Hà ngay từ đầu khi mà Trấn Thành gửi lời mời thì Hà cũng rất là áp lực và lo. Thực sự là như vậy, bởi vì toàn là những giọng ca không những hát hay mà gọi là những giọng ca khủng, nên mình thì cũng ất ơ một chút, thành ra là rất là lo lắng. Thế nhưng mà Hà nghĩ là mỗi một nghệ sĩ thì sẽ có những cái chất màu riêng, và vì vậy mà Trấn Thành cũng nói là Hà cũng nên tham gia với những cái bài hát mà Trấn Thành yêu cầu, và Hà sẽ tham dự trong buổi tối ngày hôm đấy. Và Hà nói thật là nếu mà sợ thì cũng không nên làm nghệ sĩ, nên là Hà cũng đã bước qua cái nỗi áp lực đấy của mình để tham dự với tư cách là một khách mời hồn nhiên nhất trong chương trình thôi. Và cũng chắc là một trong những khách mời tuổi nghề sẽ không thể nào đọ lại với nữ ca sĩ ở đây, cũng như là chị Khánh Hà và chị Trần Thu Hà. Nên là mình cứ hát một cách hồn nhiên và đúng tinh thần của Hồ Ngọc Hà nhất. Và như Hà đã nói thì Hà rất là vinh dự và cảm ơn Trấn Thành cũng như tất cả mọi người đã gửi lời mời cho Hà xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là quý vị bây giờ có muốn nghe cổ hát thử một bài gọi là biểu diễn không nhỉ? Do you have a little mermaid? The little mermaid? Of course I know. Sometimes I sing in front of the, like, you know, without any instruments. I sing this song. I exactly, like, you know, it's like similar, like with that voice. Do you remember? It was an old song. Long time ago, you know, animation, Little Mermaid, Part of the World. Yeah, I know that song. Unfortunately, I know that song. But I mean, look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here and think, sure, she's got everything. I've got goddesses and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thinking of boss? I've got 20. But who cares? No big deal. I want are. I want to see where the stars are. Mở miệng ra là hát lên nốt thì nó thì mở bên này cái là tại vì yeah.